Năm đầu đó là cho tôi quay ăn đây, bây giờ ông nói nhà ông hơi đó. Bây giờ anh là có vợ không? Chưa vợ chứ con. Chưa vợ hả? Bệnh hoài à. Ờ. Rồi bây giờ quay cho anh là phải về hỏi nhỏ em hả, nhỏ cháu? Cháu à. Không hỏi ai trơn á. Ông tôi hỏi là kìa. Mà bây giờ em kêu ông dẫn về nhà không chịu. Nhà đi nè. Chịu ông dẫn về nhà đi, tao mới tin được. Ông dẫn về nhà tao mới quay, tao thấy cái nhà ông tao mới giúp ông được chứ bây giờ ông nói vậy rồi đâu có ai thấy cái nhà. Ở trên này nè, cái người ta tài trợ tao phải gặp cái đó bằng thực tế. Ờ, tao phải gặp cái nhà chú sao, cuộc sống chú hàng ngày đi làm gì. Ờ, cái nhà đó nó khổ đó. Kiều. Kiều hả? Ông biết Kiều luôn. Kiều này là ở bên cầu. Kiều số á. Ung thư chết. Ờ, ung thư chết, bỏ bốn đứa con với bà mẹ khờ đó phải không? Nó có đăng lên gì đó, anh có đăng không? Không, em không có đăng. Nhưng mà một hồi chị dẫn em qua bển đi. Chị dẫn qua bển đi rồi em quay em giúp bả được gì hay nấy chứ giờ sao giờ. Năm ơi. Ông đây lấy thuốc mà uống chị bú với nè, tháo cho mừng nhà ba cái chỗ mà bà tôi giúp mà. Mua tiếp đó bà nhớ không. Rồi bây giờ ông cho hỏi rồi cái nhà của ông còn im không? Im. Còn im hả mà nó bị gì? Bị mọt mà. Còn im mà bị mọt ăn hết hả? Vậy là chưa sập phải không? Đưa số cho chị mua tiếp nè. Giờ tôi đưa số cho tao mua tiếp đi quay đặng đi về quay nè quay. Khỏi hỏi nhỏ cháu nào hết trơn á. Ông tự quyết định đi chứ sao hỏi nhỏ cháu. Cháu ông hả? Anh đâu á. Anh ông hả? Giờ giờ hỏi anh nữa ông nội, nãy hỏi cháu giờ hỏi anh nữa. Thì bây giờ ông chủ nhà ông cho quay quay chứ hỏi ai. Về nhà quay đi. Bây giờ ông kêu hỏi anh không nữa kìa. Ông phải về mới được chú. Giống như ông phải về nhà, ông ở nhà mình mới quay được. Coi ấy chị nhau đi. Chị nhau mua đi. Tiếp ông đi, tôi hết chọc giấy rồi đó. Đây đây đi. Đây. Đi đi. Thằng bảy sợ gì? Thứ bảy là thời gian bán nó lâu chút. Vậy đó hả? Vậy là đi liền phải không? Vậy là bây giờ đi liền phải không? Rồi rồi. Đây là nhà của chú Đẹp. Ông ở ở đây với ai chú Đẹp? Mình một à. Mình một hả? Rồi sao ông nói hỏi cháu, hỏi con gì? Tại cháu mà đi ở. À. Ở ông vậy đỡ không có tôi ở đậu á. Ờ, chú Đẹp có bị bệnh gì không? Thấy thở mạnh vậy? Mình xỉn. Xỉn hả? Rồi bà hàng ngày đi bán vé số là được nhiêu tấm? Có 100 mấy à. 100 mấy ờ. Là được 100 ngàn à. Ờ được 100 ngàn. Nấu đừng nấu mình tiện gì hết trơn à. Rồi về là thì là tự nấu cơm luôn. Tự cơm đó. Rồi hồi nào giờ là ông không có vợ luôn? Chứ vợ chứ gì đó. Ờ là còn có nuôi hai chó chơi á. Ở con mình nuôi hai chó vậy à, hả? Hai chó đó. Thằng sao anh chắc người tôi á. Cái này là chỗ ngủ đó hả? Ờ ngủ đó. Ờ đây là nhà của chú Đẹp. Ủa chú Đẹp ở nhà là thứ mấy? Thứ Út hả? Là giờ thờ ông ba má hay gì vậy? Ông nội về ông cái này ông nội nè. Ông nội. Ông ba nè mấy gì cổ. Ờ. Rồi mấy này ông nội ngồi cốt cổ. Ờ rồi ba má còn không? Ông. Bả còn không? Bả chết trên nhà anh hai trên á. Ờ. Là bây giờ anh hai thờ má. Còn ông thờ ông ba. À. Rồi bây giờ nè hình ảnh của anh á em quay em đưa lên mạng ha. Rồi anh chị cô chú mạnh thường quân nào mà người ta thương cái hoàn cảnh của anh á, người ta giúp cái gì thì em đem lại cho anh cái nấy ha. Rồi. Nó là sao rồi. Cho anh tương chắc nhìn cho bả đó. Ờ. Nếu mà còn sống nữa sợ té qua đất nhìn cho bả. Ờ. Mấy cái mà anh nói làm gì đó. Mối ăn hết trơn à. Ờ nó ăn trơn á. Gió chợ nó gãy mẹ nè. Ờ à, sợ rồi, gió là gãy mẹ đó. Rồi bây giờ có ước mơ gì không? Có gì được. Không ước gì chân ha. Ừ. À. Ước có tiền xài mua là hàng ngày cho chết nhất nữa. Ờ à, rồi bệnh hoạn thì có uống thuốc không? Có nè. Lúc nào cũng đem theo thuốc hết trơn hả? Khiển. Ờ. À. Ừ. Là mình có uống chặn tử không hay là tới xỉn muốn? Tới xỉn uống nè. Ờ. À, lúc nào cũng bỏ mình vậy đó à. Hả? Ăn bảy là nguyên bảy luôn. Ba không được luôn. Sao vậy? Nó
cái bị con nước á, nguyên bảy luôn. Nghỉ một bữa, nghỉ 5 ngày. Rồi nghỉ gì tiền đâu ăn? Tiền bán số rồi chừa ra. Là để dành là ăn đó phải không? Ủa nhà thờ Phật, dán Phật gì vậy? Này cũng chinh tay gì ta bỏ này dán. Là người ta bỏ rồi lụm về dán đó phải không? Xin ta. Xin ta. Dạ. Quá nhiều luôn nè quý vị ơi. Hả? Nhà... Ta bỏ dưới đất này để em về dán thôi đó. Nhà này cũng tới tuổi ha tướng anh. Rồi em quay lên đi, rồi giúp anh được cái gì thì em đem lại cái nấy ha. Rồi em chào anh, em về ha. Cảm ơn. Chúc anh bán vé số đắt ha. Dạ. Rồi. Bữa đây là nhà chú Năm lấy thuốc. Gặp anh gì nãy, ông nói tên Đẹt hả? Đẹt. Trời ơi, tướng ông nhường dôi mà đẹt cái gì trời. Ở đây có hụng lợ không? Cái gì sao? Có hụng lợ. Là gì trời? Có chó nữa, chó dữ không đó, cắn đó. Cái chị chết này là cái gì? Cái chị chết này tên gì? Kiều hả? Cái chị chết hồi nãy như tên Kiều á. Là cái nhà đằng đẵng mình chỉ nó chỉ phải không? Dạ. Giờ rồi. Bây giờ anh có kẹt chị anh về trước đi, mấy em lỡ ở đây rồi xong lỡ đó luôn. Ủa cái gì cho nó. Dạ, là cái nhà thiết cũ cũ đó phải không? Cái nhà nó tôi chạy ngang nó chỉ cái nhà nó bà ngậu ở trước nó bán đồ đó. Mẹ không thấy, không để ý. Mình nhà ta cho. Mở cửa được chưa con? Không. Cô vô ngồi võng đi con. Dạ rồi để em hỏi. Cái gì đó tên gì? Cái gì cái chị mà anh chỉ đó tên gì? Bà Ba Nõn nhớ tiếng Anh. Bà Ba Nõn. Dạ rồi con. Đây là bàn thờ của chị Kiều. Nguyễn Thị Kiều, 32 tuổi. Ở dưới là ai vậy cô? Dạ. Ở dưới sàn là ai cô? Con trai. Thằng trai hả? Rồi. Anh của thằng nhỏ đó. Rồi bây giờ cô ngồi giỏng đi, con hỏi một chuyện chút. Ngồi bên đây nè, cô quay qua đây nè, quay qua đây nè. Đúng rồi. Cô cho con hỏi là chị Kiều mất lâu chưa cô? Mất mời nó 2 tuần. Hai tầng. Dạ. Rồi chỉ có mấy đứa con? Bốn đứa. Bốn dạ. Đứa mà cậu mà anh ba đó, anh hai nó nuôi đứa còn là ba đó. Dạ, đó. Rồi cái anh con ở dưới sàn đó là sao với chị Kiều? Anh của con chị con. Kiều. Dạ. Rồi bây giờ là bà nuôi ba đứa con của chị Kiều. Với thằng đó. Rồi chồng chị Kiều đâu? Thôi lâu rồi. Dạ. Thôi hai đứa này là thâu rồi mới gặp ta. Giờ ở mình làm mà giờ nó. Dạ, rồi bây giờ ở đây hàng ngày là tiền đâu bà xài? Thì con nó lâu lâu cấp dưỡng cho chút đỉnh. Dạ, cấp dưỡng lo tiếp phải không? Dạ. Rồi giờ nuôi ba đứa cháu sao nuôi nổi tàn. Rồi bà nấu cơm cho ba đứa cháu ăn luôn. Có thằng đó nó bán gì nấu. Là anh của chị Kiều nấu cho ăn. Dạ. Khi thấy đường nấu mò thì anh nó nấu. Dạ. Tôi già cũng giờ mà mắt không thấy đường nữa. Dạ. Quá trời rồi mấy em. Cái
Là cái này là con của chị Kiều hả? Ừ, là người thằng lớn đó là thứ hai hả? Con gái hả? Ừ. Là bị tâm thần hả? Tâm thần. Dạ. Rồi vậy là mình có được cấp tiền hàng tháng của nhà nước có, không? Có, đó nó có. Dạ. Bỏ lại 4 đứa con, anh hai nuôi 1 đứa. Còn bây giờ là trong nhà 3 đứa là bà mẹ của chị Kiều nuôi. Rồi mấy ông anh phụ tiền tiếp. Rồi giờ hình ảnh của bà ha, con đưa lên mạng ha. Rồi có anh chị cô chú mạnh thường quân nào mà tao thương cái hoàn cảnh của bà mà người ta giúp đó thì con đem lại cho bà ha. Bà nói bà tên gì? Tên Trạng. Trạng. Qua thị Trạng. Qua thị Trạng, mẹ của chị Kiều. Rồi vậy rồi có ai giúp cái gì thì con đem lại cho bà ha. Rồi con chào bạn về ha. Dạ. Đi. Dạ. Này cái bé này tên gì bà? Tên Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt hả? Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt hả? Dạ. Trời ơi, thời. Bà là quá. Bà Lệ Thủy bà khổ trong cái tuần Tô Ánh Nguyệt nhiều giờ đặt cho nhỏ này giờ nó khổ theo luôn. Ha. Con tên gì? Con tên gì? Ánh Nguyệt. Để cho nó nói bà hai, để. Nguyệt. Nguyệt hả? Nó nói chuyện không được luôn hả bà hai? Chết luôn. Sao ông thầy nhức răng cho ông thầy? Con tên gì? Tên Linh con. Con tên gì? Tên Linh. Còn con tên gì? Trúc Mai hả? Trúc Ly hả? Vậy là ba đứa con gái không? Ai cắt tóc con vậy? Có cắt không? Trời ơi trời. Sao kéo bà không dẹp đi nữa, đâm chết nè chàng. Con mày. Nó lấy kéo con nó hớt. Nó lấy kéo nó hớt giấy tùm lum hớt đầu nó luôn kìa. Không hay nè. Nó hớt đầu nó luôn rồi kìa. Nó chơi kéo nguy hiểm lắm bà hai, dẹp đi bà hai ơi. Dẹp hoài đó. Dạ. Để cho cao thì nó giờ nó được, thì không thấy được. Nói là nó lấy nè. Bà mẹ của chị Kiều bà cũng hơi khờ khờ nữa quý vị ơi, thành ra mấy đứa cháu bà cũng giữ không được. Bây giờ chỉ có mấy anh chị của chị Kiều tiếp thôi. Chú chào con, chú về nha. Nha. Dạ. Dạ. Ờ. Chị Kiều bà bị bệnh gì chết gì vậy cô? Mà bệnh nhà giàu mà tôi cũng thương máu cái gì đó. Ung thư máu hả? Mà thiếu máu, đủ máu thì sống, còn mà thiếu máu thì chết. Dạ, thiếu. Vô máu, vô liền. Vậy là ung thư máu rồi, bệnh nhà giàu là ung thư máu rồi. Dạ. Bán số, có ông hồi nhỏ lớn bán. Vậy là chị Kiều bán số hả? Dạ, bán số rồi, sống qua ngày. Đây là bàn vong của chị Kiều nè quý vị ơi. Chị có linh thiêng phù hộ cho anh chị cô chú mạnh thường quân trên mạng giúp cho mấy đứa con của chị. Rồi. Xong. Rồi con về bà ơi. Dạ. Có ai giúp cái gì con đem lại cho bà ha. Dạ. Dạ con chào bà. Bữa nay là lên nhà của chú Năm lấy thuốc để đắp bú cho cô Hoa nè quý vị ơi. Chú Năm chỉ hai cái hoàn cảnh vừa rồi. Cái anh Đẹp thì ảnh bị khờ khờ đi bán giấy số tự sống một mình. Còn mẹ của chị Kiều thì bả hơi khờ khờ. Rồi bây giờ chị Kiều chết bỏ lại 4 đứa con. Thì anh chị cô chú mạnh thường quân nào mà giúp được thì Phúc Toàn cảm ơn nha quý vị.
cái ông chú Năm á, ông nói là cái mấy cái mục của chú Mu đó là hồi nào giờ có đi khám bệnh không? Có đi khám coi là mục mổ trên cái đầu mổ bên phòng ngự. Dạ, là mổ rồi nó mọc lại hả? Mọc lại. Dạ. Là mổ nó xẹp rồi, cái nó u lên lại. Xẹp. Dạ. Kỳ đó mổ bên phòng ngự anh nhiêu tiền? À, là mổ cho người nghèo, tao không ăn tiền phải không? Bà con. Dạ. Rồi như cái bệnh của chú Mu gì nè, là cái ông chú Năm đó đó, ổng nói là bú của chú Mu là bú hiền không à, cái nào cũng mổ được hết trơn. Rồi ổng kêu con á là giống như muốn mau hết á, là xin tiền cho chú Mu đi mổ đi, giống như lên ông bác sĩ No ở Tân Châu mình nè, không có đi đâu xa hết trơn á, lên ông bác sĩ No là ổng trưởng phòng bệnh viện mình đó, là coi ổng mổ được á là ổng báo giá cho mình nhiêu luôn là cái mình mổ luôn à. Vậy cái chú Mu có chịu không? Giống như ổng lên ổng coi mình mổ được hay không là ổng ấy cho mình luôn, còn tiền thì con xin. Chú Mu có chịu gì không? Ổng nói vậy thì mau hết hơn, tại vì chú Mu là mà bú hiền không à, mà để đắp thuốc thì nó lâu. Đó giờ chú Mu thấy sao? Đại ca. Sao? Cái ông thầy bú đó ổng nói gì đó. Ổng nói bây giờ là mổ thì nó mau hơn, còn đắp nó lâu lắm. Giống như bú hiền mổ được thì cứ mổ, còn bú mà độc á người ta mới đắp. Đã là mình xin, thí dụ người ta chịu là đi phải không? Đặng tôi xin. Đặng tôi phải chở ông lên, chở ông coi ông No ông ăn nhiêu tiền mới được, mình mới biết bao nhiêu tiền mình mới xin được. Vậy là chịu phải không? Chịu thì tôi hồi tôi chở ông đi lên chở ông coi coi ông bác sĩ No ông ăn hai cái một bú này là mổ nhiêu tiền, ông mổ được hay không? Rồi mình mới trả lời cho người ta mình mới xin. Chứ giờ khi không mà mình nói mình mổ rồi lỡ mà hồi mổ không được sao? Vậy là được ha. Giờ bây giờ bữa nay là mình đắp thử cái này một lần nữa đi ha, rồi coi coi cái hiệu nghiệm của thuốc này nó sao ha. Còn cái vụ mổ thì một chút xíu con lên chển, con bác sĩ No có chển không? Nếu có thì chút xíu con quỳ xuống con rước chú rồi đầu mình lên chển mình hỏi giá ông luôn ha. Vậy đi ha. Rồi bắt đầu cái nếu mà ông chịu mổ mà ông nói giá xong mình xin được tiền thì mổ liền. Rồi vậy ha chú Mu. Rồi giờ nó đắp thuốc đây rồi tính sao. Bữa nay là hơi nóng đó nghe, tại bữa nay là con bớt cái kết dính lại rồi. Là nó còn cái chắc thuốc không à. Ngày hôm qua là tại vì cái chắc kia nó nhiều quá, cái nó không có nóng, thuốc nó không có ra. Bữa nay là thuốc không nè, có một miếng kia. Cái này ban đêm nó có hành nhất được không chú Mu? Không. Nó bình thường ha. Tại vì cái ông thầy đó ông coi, ông nói bú này bú lành. Ông nói mổ được hết trơn à. Ông nói nếu mà bác sĩ No mà mổ mà nói hộ người nghèo á là ông ăn rẻ lắm. Tại vì ông giống như cũng làm phước đó. Mình lên chở mình nói hoàn cảnh mình khó khăn vậy đó là ông mổ ăn rẻ lắm. Bữa nay là nó hơi nóng đấy ha, chú hồi chú coi thử ra nó nóng sao ha. Bữa nay tại con làm thuốc nhiều hơn ngày hôm qua thì thuốc ít. Mày tính đắp thuốc hay gì mày ngồi kế ổng nói với mèo. Thì ông Năm này ông cũng nói vậy đó, ông nói mình lại mình trình bày với ông bác sĩ No vậy đó là hoàn cảnh mình cũng khó khăn vậy đó. Mình hỏi hai cái này mổ coi là nhiêu tiền. Thì người ta báo giá xong rồi cái mình xin Mạnh Thường Quân, nếu anh chị nào ta cho cái mình đi mổ luôn nó mau lành hơn là cái đắp thuốc này nó lâu lắm, đắp thuốc này phải điều trị nó hơi lâu, thành ra nó ông nói vậy đó là nó mau hơn á. Ông nói cái nào mổ không được người ta mới đắp thuốc, còn cái nào mổ được thì mình mổ đi, giống như tây y người ta làm nhanh hơn.
cái cây dành dành đất này nè là nó hay về bú, mà nó người ta trị nó là trừ khi bú độc người ta mới trị thôi, còn mình bú hiền thì mình mổ nó nhanh hơn. Hai một bú này con nghĩ là mổ có nhiêu tiền đâu, để chút xíu con coi ông no có làm không, con chở chú lên chển rồi con hỏi giá xong cái con xin Mạnh Thường Quân à, là được rồi, cho chú mổ cho rồi đi, để thôi nó tái đi tái lợi nhảy tùm lum nữa. Nhưng mà nói chung mình không có lấy tiệt gốc cùi bọng nó ra là nó cứ nhảy hoài đó, nó cứ bự bự lên hoài rồi nó khó chịu lắm, nằm mấy cái này nằm rồi nó cũng cắn chứ bộ. Mà nó không hành hả chú Mô? Rồi xong, ông coi cái cảm giác sao ha. Còn cái thuốc uống nè, là cái này nè chú mua là ăn cơm xong cái chú mua uống muỗng cà phê lưng á, rồi cái cơm chiều cũng uống muỗng cà phê lưng, nó cũng chỉ bú đó là uống nha, chứ không phải đắp nha, quậy với nước ấm nha chú mua, giống như mình để vô mình quậy giống như là thuốc uống thuốc tán vậy đó, là giống như mình để vô muỗng cà phê lưng xong cái mình quậy nước ấm cho nó tan ra hết rồi cái mình ợt vô cái mình uống nước lạnh vô ha. Rồi vậy con về chú mua, còn một chút xíu lên chảnh nếu mà có bác sĩ non làm việc á con chở chú lên ha, chút con quay lại ha. Rồi mở lên cái gì có từ qua đắp vô có chừng chút gì nè, bà bất cứt rồi bà ấy ra nó khó chịu lắm. Ủa ngày hôm qua đắp chút bất cứt hay gì qua này, bịch thuốc cũng thầy cũng cho thêm nè, gì cắt cho gì qua đi cái đó uống đó. Rồi hồi ngày hôm qua nay có tăng cường cái 3 muỗng không hay là 2 muỗng? 2 muỗng. Bữa nay là cũng 2 muỗng rồi phải không? Ờ nếu mà gì qua yếu thì uống 2 muỗng thôi. Kệ đi, uống sao mà mình thấy khỏe là được rồi. Ơi. Là nó ghê quá. Làm gì nó muốn cắn ai vậy? Đang đắp thuốc. Đắp thuốc cho bà mày nè con. Đắp thuốc cho bà ngoại sống lâu với mày nè. Mà mày sủa quậy hoài. Mà cái nuôi chó này nè cô Qua, là cái người nuôi dữ là dữ, người nuôi hiền là hiền. Tại cô Qua nuôi vậy là bị dữ rồi đó, chứ nhà con nuôi là không có con nào mà như vậy chứ. Một lần chó con nuôi nó lợi ít, ít có bao giờ mà sủa khách mà khơ khơ gì lắm, ở chủ nhà mà la cái là em gu à. Nó không cho được luôn. Vậy là ngày hôm qua kêu thợ sửa đó hả? Ủa nó cũng đỡ, nó cũng bớt cái tối hôm ngủ được. Uống thuốc đó đó, ông thầy ông nói cô Qua chịu thuốc rồi đó, nếu mà chịu vậy là có cơ hội nó ấy đó, nó đỡ đó. Chứ nếu nó nhức quá là ngủ không được là mệt lắm. Ngủ không được mệt. Ông nói nó chịu thuốc rồi đó thì cô Qua uống vậy đi, ông cho ông giúp đó. Còn này là không về uống thuốc không? Cô Qua biết sao không? Uống ba cái kháng sinh vô, thuốc tây vô nhiều quá đâu có chịu nổi đâu, nó quậy bao tử luôn á. Thì uống kháng sinh nhiều quá là bao tử nó bị quậy. Cái này là bữa nay chắc nó hơi nóng đó nghe cô Qua. Chừng nào mà cỡ cô cái gì á, bà can cỡ 4 phút với 5 phút thôi à, là mình gỡ ra đi, nếu mà bà chịu nổi, còn không chịu nổi gỡ trước cũng được nữa ha. Bữa nay thuốc hơi nhiều, nó hơi nóng đó. Cô Qua cảm nhận giùm con coi nó nóng sao ha, ngày mai con hỏi ha. Rồi xong. Có cái quạt hay gì nằm cho bà mát mát á, bà nên hơi bực nè. Có rồi, bên đó có cái quạt nó. Rồi, con về hết cô Qua. Dạ. Ổng nói đắp vậy là ngày nào cũng phải đắp vậy đó. Rồi, con về cô Qua. Hồi sớm vợ trên nhà ổng chỉ hai cái hoàn cảnh kia kìa, cũng khổ dữ lắm. Đây nè. Tỉnh thuốc cũng đỡ chưa? Thuốc của vậy ha. Ngày mơ tới đi bà nè, đi bà tới bên tuốt ở bên Đồng Tháp á bà nè. Thì để coi mình đi xong coi sao, kết quả làm sao, rồi mình cũng giúp bà con không, mà chứ mình cũng đâu có lấy tiền lấy bạc gì đâu. Thì bây giờ tôi đem bà ra là thí nghiệm đó. Bà mà hết là ok đó.
bà mà đi xe sẩy là hay đó ha. Ừ. Thì bây giờ mình vì mai chủ phước thầy đi, giờ người ta chỉ đâu mình đi đó, đâu có tốn tiền đâu mà sợ. Ừ, tại vì mình mất cuối cùng rồi. Giờ bà là thí nghiệm của tôi đó. Ừ. Ngày mơ là tôi đi rồi đó, ngày mơ là đi chuyện của bà nè. Ừ. Đó bà thấy đi trong chuyện cho bà với cả bỏ ăn bỏ làm. Ừ, công nghiệp phải không? Rồi. Giờ bà biết sao không? Cái ông thầy mà cho thuốc đắp này nè. Ừ. Là ổng nói ở gần ổng có cái hoàn cảnh đó đó, là cái ông đó đi bán vé số ở mình vậy đó. Mà khờ khờ nữa, rồi cái nhà sắp sửa sập rồi. Rồi cái sớm còn lại con quay rồi. Rồi cái ổng, cái bà con ổng mới chỉ thêm một người nữa là bà coi nhỏ đó mới có ba mấy tuổi chết. Chết xong bỏ lại bốn đứa con. Rồi giờ má của nó lờ khờ, rồi bà nghĩ đi, bốn đứa con mà lờ khờ vậy rồi sao bà nuôi nổi. Rồi tôi nói bà cái nhà hả, bốn đứa, ba đứa nó, một cái thằng thứ hai nó bắt hết đứa rồi. Nó bắt nó nuôi giùm hết đứa rồi. Còn ba đứa còn lại đó, tôi nói bà nó quậy cái nhà, tôi nói bà đi vô nhà bà gích chịch luôn á. Ừ. Là nó quậy, nó cắt giấy, nó làm đủ thứ chân, rồi nó lấy kéo nó cắt tóc nó luôn nữa. Ừ. Tại kiểu bà lời khờ mà đâu phải như mình đâu mà quản lý mấy đứa đó được. Rồi bà thấy không, bà khổ thì cách khác, còn mấy người đó ta khổ cách khác nữa đó, bà thấy không? Trăm người trăm cảnh luôn, không ai giống ai hết trơn. Gán niệm Phật vô, nhiều nhiều vô. Cô qua là phải mày niệm Phật, cứ buồn là niệm Phật, buồn là niệm Phật hoài. Rồi. Cái bọc này con để này sách gì nè. Rồi vậy con về hết cô qua. Rồi.